sẽ khóc cho nỗi đau giữa Sài Gòn này. Giữa Sài Gòn này, dưới ánh đèn chân tàu bước cũng đã mong dây, cũng đã mong dây tìm về lại một chút yên bình. Phố thầy ngày nào vốn có, giữ lại cảm xúc riêng mình để nhận thức được những ngày khốn khó. Và ai sẽ khóc cho nỗi đau giữa Sài Gòn này. Giữa Sài Gòn này, dưới ánh đèn chân tàu bước cũng đã mong dây, cũng đã mong dây tìm về lại một chút yên bình. Phố thầy ngày nào vốn có, giữ lại cảm xúc riêng mình để nhận thức được những ngày khốn khó. Cho đi một lần để nhận về hai, kể cả ba và những kẻ kề vai, những kẻ luôn đặt trọng trách lên mày nhưng không chấp nhận việc mày làm sai. Họ luôn nói với mày một điều, tao muốn được sự nổi tiếng, sắp xếp kế hoạch muốn kiểu để về sau ăn miếng trả miếng. Rồi ai sẽ khóc cho nỗi đau mày, ngọn xanh ngọn đỏ kẻ đứng chờ thời. Giữa chốn phòng hòa chỉ biết câu mày, chắp tay nguyện cầu để đó trời thờ. Mày nói tròn nhưng tay vẽ vuông, chẳng khác con rối giật dây. Chính bản thân không thể vực dậy, đeo gôi nhu cũng đeo có cương. Và mày lại khóc giữa thanh đường này, chẳng có ai phải tránh như mày. Chắc vậy mày luôn chấp niệm để mày quên đi bản tánh thường ngày. Cũng như thể chơi game nhập vai, bao lời hoa mày nói nhét vào tai. Nó muốn lần nữa chơi thêm chập hai nhiều thứ dùng nén nó thét vào mai. Và mày lại khóc giữa thanh đường này, chẳng có ai phải tránh như mày. Chắc vậy mày luôn chấp niệm để mày quên đi bản tánh thường ngày. Cũng như thể chơi game nhập vai, bao lời hoa mày nói nhét vào tai. Nó muốn lần nữa chơi thêm chập hai nhiều thứ dùng nén nó thét vào mai. Ai sẽ khóc cho nỗi đau này? Và ai sẽ khóc cho nỗi đau này? Ai sẽ khóc cho nỗi đau giữa Sài Gòn này? Không phải tao thì ai? Ánh đèn chân tàu bước cũng đã mong dây. Thì sao? Tìm về lại một chút yên bình. Phố thầy ngày nào vốn có, giữ lại cảm xúc riêng mình để nhận thức được những ngày không khó. Ai sẽ khóc cho nỗi đau giữa Sài Gòn này? Giữa Sài Gòn này, dưới ánh đèn chân tàu bước cũng đã mong dây, cũng đã mong dây tìm về lại một chút yên bình. Phố thầy ngày nào vốn có, giữ lại cảm xúc riêng mình để nhận thức được những ngày không khó. Và ai sẽ khóc cho nỗi đau giữa Sài Gòn này? Giữa Sài Gòn này, dưới ánh đèn chân tàu bước cũng đã mong dây, cũng đã mong dây tìm về lại một chút yên bình. Phố thầy ngày nào vốn có, giữ lại cảm xúc riêng mình để nhận thức được những ngày không khó, ngày không khó.